Bóng quan âm ngày sáng dập dồn, ta thừa vinh sắc linh thế tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong qua dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ít bổn kinh, bởi lực trời mở rộng thinh thinh, trì phong dọ bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo, ngắm cảnh đời tâm não bắt cuồng, hiểu điên khùng ban rải dư muôn, khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo thích ca. Hơi bút thần dẹp lũ cáo xà, loài độc địa toán trừ dứt nọc. Nói tục cổ sát khùng để tóc, phải đua chen tập tánh ông cha. Mong dương trần tình giấc nam kha, trừ vật dục trì chơn bất hoài. Cặp mắt thanh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi vì đời dân vật cạnh tranh, nên câu xé cùng nhau thảm nào. Xa chi kẻ ngu si khinh ngạo, vì trên đời nhiều hạng khác nhau. Đấng trung thần giả ngọc ước ao, người bội phàn ghét dơ đạo. Cảm ơn truyền câu hồi gì, thà làm hiền mà biết non sông. Điên như ta, điên giống tiếng rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục.
dục thúc đường lối âm khởi điều êm tai. Con lành duyên khá trở góp hài, điên quyết chi dắt người lanh tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ đản sinh lần thứ 102 của Đức Quỳnh Giáo Chủ xin được phép bắt đầu. Đầu tiên chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý đại biểu, chư quý quan khách cùng chư quý đồng đạo chúng ta cùng đứng lên, yên trang hướng về lễ đài để làm nghi thức chào cờ. Xin quý vị nghiêm trang chào cờ. Chào. Xin mời quý vị chúng ta cùng an tọa. Kính thưa quý vị, đây sắp đến lầm than khắp chốn, việc tu hành đâu tốn tiền chi, này này lời lẽ ráng ghi, sau đây sẽ thấy việc gì trên mây. Ta mắt lánh tà tay đa sự, làm điên khùng cũng tự lẽ ni, ai là đáng bực tu mi, thương đời ta mới làm thi khuyên đời. Lòng thương lê thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục dược nê hà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đại biểu, các cấp chính quyền trung ương và địa phương, quý quan khách cùng toàn thể chư quý đồng đạo trong và ngoài nước, quý đồng đạo có mặt trong buổi đại lễ hôm nay, một mùa đông nữa lại đến. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu là ngày 28 tháng 12 năm 2021. Chúng ta những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo long trọng kỷ niệm đại lễ Thánh Đản lần thứ 102 của Đức Quỳnh Giáo Chủ, người đã từng thố lộ phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đến tham dự đại lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Kiên, cán bộ an ninh nội địa, đại diện cho Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Về phía Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, xin cho một tràng pháo tay. Về phòng an ninh đối nội công an thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Yến Bình, đội trưởng phòng an ninh đối nội công an thành phố Hồ Chí Minh.
Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 13 quận 5, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Diệp Thắng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 13 quận 5. Xin gì cho một tràng pháo tay. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu đại diện của phường 13, công an phường 13 quận 5 cũng đến tham dự đại lễ hôm nay. Về phía ban đại diện thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phan Kim Thoa, trị sự viên trung ương, trưởng ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quỳnh Trọng Hai, phó trưởng ban đại diện phụ trách phổ truyền giáo lý, ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Đạt, phó trưởng ban phụ trách từ thiện xã hội, ban đại diện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng tất cả chư quý đồng đạo có mặt trong lễ hôm nay. Sau đây là phần trao lãng hoa và quà. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Kiên, cán bộ an ninh nội địa đại diện cho Cục An ninh Nội địa Bộ Công an lên diễn đàn trao lãng hoa. Về phía ban đại diện, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Phan Kim Thoa, trị sự viên trung ương, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh đến nhận lãng hoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đình Kiên và bà Phan Kim Thoa. Chúng tôi cũng xin kính mời bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh lên diễn đàn trao lãng hoa. Xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Trọng Hai, Phó trưởng ban đại diện Phật giáo Hảo thành phố Hồ Chí Minh lên diễn đàn để nhận lãng hoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Phan Kiều Thanh Hương và ông Quỳnh Trọng Hai. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng ban tôn giáo lên diễn đàn để trao lãng hoa. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Đạt, Phó trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh lên diễn đàn để nhận lãng hoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Lượng và ông Trần Văn Đạt. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Yến Bình, đội trưởng phòng an ninh đối nội công an thành phố Hồ Chí Minh lên diễn đàn để trao lãng hoa. Xin trân trọng kính mời bà Phan Kim Thoa, trị sự viên trung ương, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh lên nhận lãng hoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng, xin cảm ơn, chân thành cảm ơn bà Phạm Thị Yến Bình và bà Phan Kim Thoa. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Diệp Thắng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 13 quận 5 đến trao lãng hoa của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 13 quận 5. Xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Trọng Hai, Phó trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh đến nhận lãng hoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin chân thành cảm ơn ông Diệp Thắng Lợi và ông Quỳnh Trọng Hai. Sau đây là nghi thức tôn giáo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đại biểu, chư quý quan khách cùng chư quý đồng đạo chúng ta cùng đứng lên để làm nghi thức tôn giáo. Xin quý vị nghiêm trang hướng về lễ đài, kính lễ Đức Phật, kính Thồ, kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính Thồ. Xin mời chú ý chúng ta cùng an tọa. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Đạt, Phó trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh phụ trách từ thiện xã hội, sẽ lên diễn đọc bài Sứ mạng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác của quỷ thần đất Việt chứ bao địa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhùng ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dưới cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong miễn tục, lăn lộn chỗ mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dông thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải vào khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nâng ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phong thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tạo Đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê dật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đã trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quầy đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhị màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao lầm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo căn du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khỏe rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo đến quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có về đâu, chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tính nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mà tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết. Hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tịnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng đi yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chốt này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, sống vì tình cốt nhục tương thân,
cũng ủng hộ chở che cho sắc phạm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Đạt, Phó trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Thanh Hùng, thành viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh lên diễn đàn để cầu nguyện quốc thế dân an và cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đến lượt cầu nguyện quốc thế dân an và cầu nguyện cho các vong linh đã tử vong vì dịch Covid. Kính mời quý vị đại biểu cùng quý vị quan khách hiệp tâm cùng quý đồng đạo, chúng ta đồng đứng lên để làm lễ cầu nguyện quốc thế dân an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu 2021, kỷ niệm lần thứ 102 ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng con đồng nguyện cầu ơn trên gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ, toàn thể đồng bào nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời kính lễ bốn lần thay lời bốn lại. Kính mời kính lễ kính thưa thôi. Kính mời kính lễ kính thưa thôi. Kính mời kính lễ kính thưa thôi. Kính mời đồng kính lễ kính thưa thôi. Bốn nguyện đã xong, bài cầu nguyện quốc thế dân an đã xong. Tiếp theo là nguyện cầu cho các vong linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho vong linh đồng bào và cán bộ chiến sĩ đã tử vong và hy sinh trong phòng chống đại dịch Covid-19. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính lễ bốn lại, kính bốn lần. Mời kính lễ kính thưa thôi. Mời kính lễ kính thưa thôi. Mời kính lễ kính thưa thôi. Và mời đồng kính lễ kính
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho vong linh đồng bào và cán bộ chiến sĩ đã tử vong và hy sinh trong phòng chống đại dịch Covid-19. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. Và mời kính lễ kính. Thưa thôi. Và mời kính lễ kính. Thưa thôi. Mời kính lễ kính. Thưa thôi. Và kính mời đồng kính lễ kính. Thưa thôi, bốn lại đã xong. Tiếp theo là lượt cầu nguyện thứ ba và cũng là lượt sau cùng. Kính mời toàn thể hướng tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho vong linh đồng bào và cán bộ chiến sĩ đã tử vong và hy sinh trong phòng chống đại dịch Covid-19. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. Và kính mời kính lễ kính. Thưa thôi. Và kính mời kính lễ kính. Thưa thôi. Và kính mời kính lễ kính. Thưa thôi. Và kính mời đồng kính lễ kính. Thưa thôi, bốn lại vừa xong. Và cầu nguyện đến đây cũng đã dứt. Kính mời toàn thể tự tiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Thanh Hùng. Sau đây là phát biểu của chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, có vài lời phát biểu trong đại lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa bà Phan Kim Tho, trị sự viên, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các vị trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thành phố Hồ Chí Minh và sự tham dự của các vị đồng bào trong Phật giáo Hòa Hảo và sự tham dự của các vị đại diện cho các cơ quan đơn vị thành phố và địa phương quận 5, phường 13, quận 5. Với niềm hân hoan chào mừng lần thứ 102 đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật giáo Hòa Hảo, một lễ đại lễ kỷ niệm đã thể hiện trong những nghi lễ sáng giờ, thì chúng ta thấy rất là tôn nghiêm. Và trong sự tôn nghiêm đó thì chúng ta cũng có nhắc lại ý nghĩa và chào mừng sự đản sanh, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói lên được tâm tình cũng như là ý nguyện từ Đức Huỳnh Giáo Chủ đã có những sấm kệ mang đến những lời giảng, và những sấm giảng cho đến ngày hôm nay vẫn còn giá trị. Trong năm 2021, một năm mà cả thế giới cũng như Việt Nam và cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh đã chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid, từ làn sóng thứ tư, thì chúng ta cũng thấy rằng với sự ảnh hưởng đó đã tạo sự mất mát, đau thương, sự ảnh hưởng trong sự phát triển của kinh tế, nhưng mà về xã hội thì cũng đã có những khó khăn nhất định. Và trong đó chúng ta đã thấy được các đồng bào, nhân dân và đặc biệt là các tôn giáo
trong cả nước và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chung sức cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ mà như lời Đức Giáo Chủ đã có sấm dạng trước đây, là chúng ta thấy được ân đồng bào và nhân loại. Có nghĩa là trong hoạn nạn khó khăn thì chúng ta sẽ thực hiện những vấn đề để chia sẻ trong hoàn cảnh đó. Và trong thời gian qua chúng tôi cũng biết rằng trong ban đại diện của Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh thành và hơn nữa là đồng bào Hòa Hảo đã có những nghĩa cử rất cao đẹp. Cụ thể là chúng ta chia sẻ những tình cảm trong đồng bào của chúng ta, cụ thể từ những nhu yếu phẩm, những món ăn và những bó rau để chia sẻ trong giai đoạn mà chúng ta phải thực hiện công tác cách ly xã hội. Điều đó nói lên rằng sự trở lại trạng thái bình thường, một trạng thái bình thường mới, nhưng mà nó cũng cần phải có sự thích ứng linh hoạt, đảm bảo sự an toàn trong giai đoạn tiếp tục để chúng ta gây dựng và phát triển lại sự phát triển của thành phố. Thì trong thời gian qua, đồng bào Công giáo, đồng bào Tin lành, đồng bào Hòa Hảo đã Phật tử và các tôn giáo đều chung sức, mỗi người mọi việc, nhưng mà kết quả là chúng ta cùng hướng về mục tiêu, đó là sức khỏe, là tính mạng và sự ổn định phát triển kinh tế. Với niềm hân hoan của Ngài Đản Sanh, một Đức Thầy đã mang đến những lời sấm giảng cho đồng bào Hòa Hảo và đến nay vẫn còn giá trị của những sấm giảng đó. Tôi tin tưởng rằng những lời dạy của Đức Thầy sẽ được ban đại diện tiếp tục truyền đến với các đồng bào có đạo cùng nhau chung sức thực hiện. Với tinh thần thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, xin được gửi lời chúc mừng nhân ngày Đản Sanh và cũng xin gửi lời tri ân với tinh thần vì sự phát triển của thành phố, vì chung sức và đặc biệt hơn là chúng ta vì một dân tộc, vì một đạo pháp mà chúng ta đã chung sức cùng với thành phố thực hiện những công việc có ý nghĩa trong thời gian qua. Và chắc chắn với tinh thần này sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới để thực hiện đúng lời sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt tư ân và tránh di tam nghiệp, và trong đó thì chúng ta cũng phải hòa hợp các dân tộc, các tôn giáo để cùng một phương châm là sống đời từ bi, tạo nên cái niềm hạnh phúc cho nhân loại. Điều đó là tôi nghĩ rằng Đức Giáo Chủ đã truyền đạt và tiếp tục sẽ được phát huy từ các tín đồ Hòa Hảo. Một lần nữa thì xin được chúc mừng và gửi lời tri ân và tiếp tục mong nhận được sự hưởng ứng đồng hành cùng các vị trong ban đại diện của Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo và mang những lời sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ đến với đời sống thực tại. Những lời sấm giảng cho đến hiện nay vẫn còn giá trị và luôn giữ những cái đức tin cùng với phẩm chất đạo hạnh của Ngài, thì sẽ đưa đồng bào Hòa Hảo của chúng ta ngày càng phát triển. Trong thời gian qua thì với tinh thần cùng với thành phố, cùng với từng địa phương, thì ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố đã làm nhiều việc ý nghĩa và con số lên hơn 32 tỷ đồng. Con số này không thể hiện nói về cái số tiền, mà tôi đang nói về tình nghĩa trong giai đoạn khó khăn mà chúng ta đã khơi sức từng đồng bào, từng nhân dân để cùng chung sức đúng cái ý nghĩa là ân đồng bào để thực hiện tốt cái công tác mà đất nước đang cần. Thì điều này mong muốn sẽ tiếp tục với tinh thần hướng về lòng từ bi, sự bác ái sẽ tiếp tục nhân lên, và kết quả đó chúng ta sẽ nhận được trong năm 2022. Đó là một cái sự động lực phát triển cho một năm mới. Một lần nữa xin được chúc mừng nhân lễ Đản Sanh và cầu chúc cho tất cả chúng ta được nhiều niềm vui, mạnh khỏe, và từ ân đức của Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng ta sẽ có một niềm động lực, một năng lượng mới để tiếp tục có nhiều thuận lợi, đạt cho năm 2022 được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin được trân trọng chúc mừng và kính chúc được nhiều mạnh khỏe, bình an. Trân trọng cảm ơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu chân thành quý báu của bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và mời em Quỳnh Thị Ngọc Anh sẽ diễn ngâm bài Vui Cõi Đại Đồng do Đức Quỳnh Giáo Chủ sáng tác tại Sài Gòn năm 1943. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn em Quỳnh Thị Ngọc Anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đại lễ kỷ niệm Thánh Đản lần thứ 102 của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đến đây xin được phép kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đại biểu của các cấp chính quyền trung ương và địa phương cùng toàn thể chư quý đồng đạo đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự ngày trọng đại này. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn và ghi nhớ những lời phát biểu chân thành chúc mừng đại lễ và quý báu của bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp trong ngày đại lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày đản sinh là ngày sinh nhật. Nói theo đời thường, đó là ngày ghi lại sự bắt đầu của một sinh linh mới. Nhưng ở đây đối với chúng ta, ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng là ngày đánh dấu sự mở ra một kỷ nguyên mới, khôi phục lại giáo lý chân truyền của Đức Phật Thích Ca đã dạy công tu tập hàng triệu kiếp mới có thể tìm ra và truyền lại cho vạn loại sinh linh những đời sau, mà chúng ta là một trong số đó. Và Đức Thầy là người đã tình nguyện thực hiện việc này, cùng cảm mến truyền câu hồi dĩ: thà làm hiền mà biết non sông, điên như ta điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xì thế tục, chung linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lôi âm khởi điệu êm tai, con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chí dắt người lắm tục. Ngày đản sinh là ngày chúng ta thể hiện sự thành kính tri ân một bậc giác ngộ có năng lực không thể nghĩ bàn, nhắc nhở chúng ta nhớ về ân đức dạy dỗ sâu dày mà Đức Thầy đã nỗ lực
hy sinh để bù đắp và đánh động vào tâm thức chúng ta, nhắc nhở bản thân chúng ta phải sống đúng với bổn phận và nghĩa vụ, những điều mà tôn sư đã phí biết bao nhiêu tâm cơ trí lực để dạy dỗ. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Dịch Covid-19 đã cướp đi nhiều sinh mạng, gây tổn hại biết bao tài sản vật chất trên thế giới và Việt Nam. Hưởng ứng chính sách phòng chống dịch, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn nghiêm túc tuân thủ các chính sách của Đảng và nhà nước ban hành, luôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực trong tâm đắc từ thiện xã hội để cùng nhân dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh, làm đúng theo những lời mà Đức Thầy đã dạy. Nguyện cầu học phương thường trụ Tam Bảo gia hộ cho toàn thế giới và đất nước Việt Nam, dịch bệnh tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây là nghi thức bế mạc, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đại biểu, chư quý quan khách cùng chư quý đồng đạo chúng ta cùng đứng lên nghiêm trang hướng về lễ đài để làm nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật, kính thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính thôi. Đại lễ đến đây xin kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của chư quý đại biểu, chư quý đồng đạo. Đạo mở cửa bày câu minh mục, nước mã tưới tắt lòng phàm. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung. Thần bài biển cuộc cờ, khi thừa nhạc trôi dòng ngâm thơ, bài thi phú tháng qua thời thế, xuống dương gian thân điên nào nề, chốn hồng trần đuốc quê liền khai, cho nam nhi sửa mặt râu mày, hàng phụ nữ dồi câu trinh liệt, ráng bắt chước những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa có trừng dương, đội quân tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc trà xưa, châu sáng thanh.
thanh long phải ta ngăn sư đồ đặng cứu ngụ viên. Nói cho đời rõ biết khùng điên, điên vẫn bị điên câu ai quốc. Giết một ngọn lưỡi này một đêm đào lành bán rài nơi nơi, mạng chờ trong bá tánh thành thơi, khắp bốn biển liên dây hòa. Rừng bác ai điên đời biến ảo, điên như ta vì đạo vì dân. Điên tu cầu quân thanh rải ân, cho bốn biển dân lành được hưởng. Điên dẹp giác âm thanh sắc tướng, tầm vô vi kim cảnh niết bàn. Thuyền từ bi thẳng cánh nước sang, qua đông đồ giấc người hữu. Bề ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắc đa dấm kinh. Cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nói chi ấy à, sửa sang trời qua bụi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về tay. Lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về Cực Lạc. Đàm luận ít câu dốt nát, mong chị anh bàn bạc thế nào. Lời văn thô ý kiến chẳng cao, nội quán cảnh tâm vô kỳ vật. Đường đạo đức bước đi từng nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, rang kiếm chữ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp giải thoát, rồi pháp bất khả dùng. Nương gia đình kính trọng khỏi thung, lo nâng đỡ
trong ngày